Các bạn thân mến, hôm nay thật là một ngày đẹp trời và mình cũng đầy cảm hứng thì mình cũng xin chia sẻ cái clip này cho những ai ưa chuộng du lịch và màu sắc đồng quê tại khu vực huyện Ba Vì, núi Ba Vì, các khu cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 45 km đi về hướng Hà Nội Hòa Bình. Thì đứng ở tại đây mình đang quay là cái đồng cỏ của một trang trại do anh Thực là anh ấy quản lý. Với cái quỹ đất của cái trang trại này thì cũng rơi vào khoảng 5 ha, thì đã được xây bờ bao kín, và cái con vật mà anh Thực phát triển ở đây thì là con bò ba bê. Thì đây là cái cỏ voi và cỏ mà để mà cho con bò ăn, con bò ba bê ăn. Thì anh Thực cũng phát triển và duy trì được khoảng 6 công nhân và trồng cỏ cho bò ăn và phục vụ công tác bán thịt và các sản phẩm từ con bò ba bê. Con bò ba bê thì là cái giống bò mà được nhập khẩu về, thì các bạn có thể hiểu tạm thời là nó là siêu thịt, chủ yếu là nuôi thịt, không nuôi sinh sản. Mình không 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 có công nghệ sinh sản, mình nhập bò giống về ở đâu về thì tôi cũng không rõ, nhưng mà hiện giờ trại bò của anh cũng rơi vào 200 con, mà thường là thứ bảy chủ nhật là anh sẽ thịt và anh mang cho khách quen hoặc là những cái khách đặt hàng online ở trên mạng chuyển về các tỉnh khu vực Hà Nội. Tí nữa mình sẽ giới thiệu trực tiếp gần gũi con bò ba bê. Thì ở đây thì cũng rất là rộng rãi và yên ả. Các bạn có thể nghe thấy tiếng bìm bịp kêu, tiếng chim hót, và dân cư thì họ rất là thân thiện, cuộc sống rất là trong lành, phải nói tuyệt vời. Thì mình cũng là bạn của đồng chí Thực, cũng xin phép đồng chí là thực hiện cái clip này, cũng là quảng bá giới thiệu với các anh em ở các miền quê khác biết đến cái thổ dưỡng phong cảnh của huyện Ba Vì, cụ thể là xã Vân Hòa, huyện Ba Vì. Đồng cỏ trồng trồng để nuôi bò, những cái lôi từ con bò. Thì ở đây ngoài con bò ra thì cũng có phát triển con đà điểu. Đặc biệt là mình thấy là bò ở đây thì thịt rất là ngon và sạch. Sạch ở chỗ là cũng có những người người ta nuôi bán công nghiệp, nó vừa ăn cỏ vừa ăn một chút cám để tăng trọng. Thế nhưng mà cũng có những cái địa chỉ thật sự là đáng tin cậy, là bò ta, bò đỏ, thịt ra rất là ngon, kể cả đà điểu cũng thế. Thì nếu như mà các bạn dùng hàng quen và biết những chỗ tin tưởng, các bạn nên đặt những cái thực phẩm sạch. Bây giờ cái chất lượng thực phẩm bây giờ rất là khó có thể là nắm bắt được nguồn gốc. Thì trên đây mình cũng mong là những ai theo dõi video này có nhu cầu hướng đến cái sản phẩm sạch, từ thịt bò, thịt đà điểu, thịt trâu ở khu vực huyện Ba Vì của chúng mình, thì hãy liên hệ 0163 53 05 982 để được giao dịch, tư vấn cũng như nắm bắt được những cái thông tin tại địa phương, và mua hàng bên mình cũng sẽ hỗ trợ cùng với anh Thực chuyển những cái cân thịt bò, những cái sản phẩm từ con bò, con đà điểu đến tận tay người tiêu dùng, và hứa với các bạn là không ảnh hưởng đến thương hiệu, là chúng tôi làm việc rất là uy tín, rất là chất lượng. Và mong các bạn, những ai mà đã dùng sản phẩm rồi, đã mua một vài lần rồi, hãy comment lên website hoặc lên kênh của chúng tôi để lấy được cái niềm tin từ những khách hàng mới, và cũng tạo được cái hình ảnh gọi là buôn bán trung thực, cũng như là giao lưu một cách đầy thiện chí với nhau, để làm sao cho
tạo lên được một cái hình ảnh cái con người Việt Nam chan hòa, thật thà, trung thực, và đem lại những cái màu sắc đặc trưng từ các miền quê để chúng ta giao lưu với nhau. Ý mình ở đây là xây dựng một cái diễn đàn cũng như một cái kênh làm sao đấy để cho mọi người nhìn nhận vào có niềm tin. Bởi vì xã hội bây giờ các ngành nghề và các lĩnh vực rất là khó có thể tin tưởng được. Chút nữa mình sẽ thực hiện cái hình ảnh con bò 3B và con đà điểu. Nếu như các bạn có thể thời gian thì theo dõi những video tiếp theo, mình sẽ chia sẻ rất nhiều. Các bạn thân mến, đây là nhà cỏ, máy nghiền cỏ. Đây là đâu để cho đàn bò ăn. Đây là đàn bò 3B. Cái bò 3B được dáng gấp như thế này, màu đen. Kích thước thì bây giờ vẫn là còn rất là nhỏ. Và đây là đàn bò. Bò 3B, thịt bò 3B thì rất là ngon. Cứ thứ bảy hàng tuần là chúng tôi ở đây thì chúng tôi cũng sẽ mổ và phân phối sản phẩm thịt đi các vùng quê khác. Đây, tận nơi đây là con bò 3B. Các bạn có thể thấy là trực tiếp đây là có số, hôm nay là số 30 35, mồm ở đây, mũi ở đây, đầu quay đây, vai u bắp thịt, lưỡi dao nó cắn nhau, hút cho đây. Quay ở đây cho nó có ánh sáng một chút. Đây đàn bò, đây là một dãy, hai dãy, và bên kia là rất nhiều, bên kia là rất nhiều đó, rất nhiều. À, bò gì, bò gì, bò 3B à? Đây, đây, đây là những con bò đã rất là béo. Bò, đây là cỏ, cỏ nghiền ra, cỏ nghiền ra để chúng ăn. Đây là con bò 3B. Đấy là cho ăn bổ sung thêm cái gì đây ạ cô? Cám đấy, cám cái này. Cám, cám này là gọi là cám ngô ngô nghiền với lại bột đậu à? Vỏ đậu à? Đây
Các bạn nên nhớ là đây là vỏ đậu và ngô nghiền. Đây bác công nhân, đây là bác công nhân này, bác đang chăm sóc. Còn khu này là khu xử lý chuồng trại, đằng sau là cỏ, bên kia là một công nhân thì đang thực hiện tắm rửa, tắm rửa cho bò, tắm rửa và xịt chuồng trại. Thì rất là rộng. Đây là những cái bó cỏ được thu hoạch về để phục vụ cho công tác phay nghiền và cho bò ăn. Thì kia là một số con bò đỏ, thì anh cũng phát triển thêm. Thì đây là những bò được thịt ra, các bạn yên tâm là thức ăn rất sạch, bò cỏ trồng và chỉ có nghiền ngô và nghiền vỏ đậu rồi chất ngũ cốc, không có cắm cỏ cũng không gì cả. Thì cái thương hiệu là bò Ba Bê ở tại Ba Vì đây.